À, hôm nay thì em mình lại lên cái video máy hàn mic đến từ thương hiệu của Thái Lan. Video vừa trước thì mình lên bán rất nhiều rồi, cách đây khoảng 4 tháng về trước thì đã bán hơn 100 mấy con. Hôm nay là ngày đầu tháng, ngày mùng 1 tháng 10, mình lên clip máy hàn mic Lucky Star nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Con này có model là mic 285L. Thì con này là nó xuất xứ là Thái Lan, 100% là xuất xứ Thái Lan ha. Là dòng máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mic này thì nó sẽ gồm hai chức năng, thì nó sẽ là nguyên đai và là nguyên kiện như thế này anh em nhé. Với cái chất liệu chất hàng hóa của Luxa thì mình bán nhiều rồi, khách hàng là người ta đặt rất là nhiều. Và hôm nay thì mình khui máy ra để giới thiệu cho anh em lại cái dòng sản phẩm máy hàn mic không dùng khí với hai chức năng, có nghĩa là mic que, nhưng mà con này thì đặc biệt là phụ kiện của nó đây, một cái búa gò sĩ này anh em, một bộ dây hàn 3m, 2m kẹp mát kẹp hàn. Đây là bộ hàn que này. Rồi là một bộ dây hàn mic này. Bộ dây hàn mic này. Đây là bộ súng mic ha. Súng mic của nó là 3m nhá. Súng mic của nó là 3m nhá. Đó là phụ kiện đi kèm ha. Rồi. Và đi kèm cho mình là nó sẽ gồm có cái mặt nạ hàn này. Mặt nạ hàn này. Và được đóng gói trang bị cho mình, kèm theo là có phiếu bảo hành của hãng này ha. Rồi, trang bị như vậy là xốp trong xốp ngoài, nói chung là nó làm cũng khá là kỹ càng để khi mà mình vận chuyển đi xa thì nó không có bị hư hỏng ha. Với cái con máy này thì hiện tại thì dễ hàn nhất từ trước đến nay, có nghĩa là trong các cái máy mình đã từng bán rồi, thì con mic Lucky Star này là một trong những cái con máy mà gọi là dễ hàn nhất, bởi vì nó xài với hai chức năng, nhưng mà nó xài cổng điện là hàn que riêng và hàn mic riêng. Và khi mà mình tháo rời ra để mình chuyển chế độ mic que thì chỉ cần bấm ở đây MIG, tức là bấm tên này là chế độ mic, MMA tức là mình sẽ chuyển sang cái chế độ hàn que ha. Với cái con máy này thì nó sẽ thiết kế gắn cái cuộn hàn 1 ký thì nó nằm ở trong này. Ở đây thì cái tắp lô mình có thể điều chỉnh là từ dây 1 chấm và 0.8. Ở đây là dây 0.8, lật lại là 1 chấm ha. Rất là dễ dàng lắp đặt, cũng như là rất là tiện lợi để mà khi mà mình thao tác để mình sử dụng một cái máy mic hai chức năng không dùng khí như thế này ha. Đó, rất là đơn giản thôi. Ở đây thì với cái chế độ mà hàn que thì đây là sẽ trang bị cho mình là nguyên một cái bộ dây. Đây, cái bộ dây ha. Đó, nghe một bộ dây. Đó, thì đây là nếu mà mình xài chế độ que thì ở bên này thì mình sẽ để sang cái chế độ từ là dây mát, và ở bên này thì dấu cộng sẽ là chế độ hàn que. Rồi như vậy ha. Đó. Còn ở trang bị cho mình là bộ dây hàn mic thì mình sẽ gắn vào đây. Mình sẽ gắn vào đây ha. Đó. Và cái này thì nó sẽ có cái G ở đây, thì mình sẽ điều chỉnh gắn vào đây. Như vậy là đã lắp xong cái chế độ mic que. Rất là dễ dàng ha. Rất là dễ dàng. Với cái máy này thì nó sẽ sử dụng cũng dòng điện là 220V. Rất là dễ hàn nha. Mic que hàn riêng. Đấy, các bác mà xài những cái dòng này thì nó khá là tiện này. Đó. Như vậy là mình đã gắn xong và bọc. Cái dòng này là dòng máy hàn mic không có dùng khí nhá. Đây, MIG là hàn mic bật xuống, là hàn que. Ở đây thì mình sẽ có thể điều chỉnh dòng của nó, dòng 285. Mình có thể điều chỉnh khoảng tầm 170-180 là mình đã dùng đũa hàn là que là 3D2 là chuyên nghiệp rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là test cái chế độ hàn que trước nhá. Sẽ test đũa hàn với chức năng hàn que trước. Ở đây thì đây, chế độ hàn que đây. Nó rất là nhạy nhá. Đây anh em thấy là con này trong các cái con ấy, thì cái con dòng này là cái dòng mà gọi là rất là dễ hàn nhất ở trên những cái con máy mà mình đã từng bán. Đó, rất là dễ hàn nha anh em. Đó, này. Hàn que nha, hàn que này. Con này cực kỳ hàn que, cực kỳ là mạnh nhá. Cực kỳ là
với chức năng hàn que Bali 2 rất là ngọt ngào. Và chiếc máy này đảm bảo cho tất cả là các bác mình là sử dụng. Đây, đây là đũa hàn này. Đấy, đó là cái chế độ hàn que của nó đây. Rất đẹp, cái mũi hàn nó cực kỳ đẹp nhá. Rồi nếu mà bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ hàn mic. Ở đây thì mình sẽ bật công tắc lên. Và đồng thời ở đây thì sẽ trang bị cho mình một cuộn dây. Dây này là dây 1 chấm. Dây 1 chấm không dùng khí nhá. Đây, dây 1 chấm không dùng khí này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em mình sử dụng. Khi mà mình về đến nơi thì mình sẽ tháo và ráp dây. Ở đây thì mình sẽ tháo dây ra và mình không để nó bị bung dây. Đây, mình vặn nó ra, vặn thế nào thì mình sẽ ráp lại như vậy. Đây, và thậm chí là bên em mình sẽ gắn sẵn cho anh em luôn. Và khi mà anh em về đến nơi thì anh em là cứ việc là test thôi, chứ không cần phải gắn nữa. Nếu mà anh em nào mà quen tay rồi thì chỉ cần khoảng tầm 2 phút là mình sẽ gắn ra. Anh em nào mà quen tay rồi chỉ cần gắn 2 phút là xong. Ok, và bây giờ mình sẽ gắn cái này vào đây. Đó, và mình sẽ bỏ cái chụp này vào đây. Gắn cái này vào đây. Và tiến hành ốp cái chụp vào đây. Và mình sẽ bật cái này lại. Rồi đồng thời chụp cái này xuống đây. Và bụp cái này lên đây. Ha, là xong. Bây giờ thì sẽ tiến hành chế độ hàn mic. Ở đây thì mình sẽ để cái dây này đừng có nó bị vẻ phải cuốn ha, để cho nó thẳng vào. Và mình sẽ bắt đầu sẽ bóp súng. Đấy, bóp súng thì sẽ bắt đầu bóp súng thì cuộn dây nó sẽ chạy ra. Đây này mình tháo ra. Và mình xem cái bét này ở đây bét 1 chấm là ok. Nếu mà về nó ra tới đây mà nó mắc thì mình lấy cái kìm, mình mở nó ra. Mình lấy cái kìm này mình mở nó ra đi. Đó. Rồi, khi nào dây nó lòi tới đây rồi. Đấy. Dây nó lòi ra nhá. Rồi. Dây nó lòi ra thì mình sẽ gắn cái hết lại. Và mình vặn nó lại ha. Rất là đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ gắn cái chụp khí vào. Và như vậy thì mình sẽ tiến hành bắt đầu mình sẽ hàn. Ở đây thì cái sắt của nó đó, cái độ dày của nó anh em thấy là nhiều anh em là hỏi là cái độ ngấu của nó có ngấu không. Thì mình sẽ test cái sắt dày. Ở đây là cái sắt dày tới 5-6 ly lận nhá. Đây. Thì sẽ chở cái đầu này lại đây. Ok, bây giờ mình sẽ test thử nhá. Rất là mạnh nha anh em. Rồi. Với cái chức năng mà không dùng khí này thì khi mà kết hợp hàn sắt hộp này nó không bị lủng này. Và sắt dày này, đặc biệt là những anh em mà làm thợ cơ khí mà làm để làm cửa thì mình dùng cái này nó rất là tiện nhá. À. Ở đây thì hiện tại là mình đã bán rất nhiều cái máy hàn mic ở trên thị trường. Nhưng với con máy mic Lucky Star là một trong những cái máy mà dễ hàn nhất. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra cái mũi hàn. Cái mũi hàn mic xem thử là cái độ mạnh, độ ngấu của nó ok không ha. Đây. Đây anh em thấy này. Ha, rất là ngấu luôn. Đó, nó cực kỳ là ngấu này. Đó, nó ngấu cỡ đó ha. Anh em thấy là cái chế độ mic que của nó là phải là tuyệt vời luôn. Ở trong các con máy mà mình đã từng bán ấy thì cái con này là cái con gọi là con dễ hàn nhất. Trong các con là con này là con dễ hàn nhất ha. Đây, đây là cái đường hàn mic mà mình vừa đi. Anh em có thể là nhìn qua. À, nhìn qua thì anh em có thể là thấy rằng là cái đường chỉ của nó đây. Nó rất là nét luôn. Đó. Nó rất là nét ha. Con này cực kỳ là dễ hàn. À, còn một cái khúc này nữa này, từ đây trở xuống này. Đó, thì mình sẽ test thêm để kiểm tra cái độ ngấu của cái máy hàn mic này.
Đó. Ở đây thì máy xẻ rất là ok, kết hợp với bàn tay điêu luyện, bàn tay khéo léo một chút xíu nữa thì anh em sẽ có một mũi hàn cũng như là một cái như vậy là một cái sản phẩm hàn rất là đẹp. Bây giờ em mình sẽ kiểm tra này. Ở đây anh em thấy là mình đã hàn hết rồi. Đây. Đấy, sau khi mình hàn thì mình sẽ lấy cái cước mình chà nó đi. Quá đẹp. Quá xuất sắc này. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn anh em. Đó, quá đẹp và quá xuất sắc vừa cái mũi hàn. Phải nói là với cái con máy mic mà Look Guitar này á thì nó sẽ xài hai cổng điện riêng và mic riêng. Thật sự là bác nào mà không biết hàn thì cũng hàn được, bởi vì nó rất là dễ hàn. À, rất là dễ hàn luôn, cực kỳ là dễ hàn. Với cái con máy này thì bên hàng là bảo hành sản phẩm của mình lên đến là 2 năm bảo hành. 2 năm bảo hành ha. Đó, thì cái con máy này phải nói là quá là xuất sắc, thật sự là quá là xuất sắc luôn. Đã bán rất là nhiều con rồi. À, quá là xuất sắc. Và bây giờ thì em mình sẽ cân con máy này lên, là xem thử là cái độ nặng của nó bao nhiêu ký nhá. Này là nó là máy hàn điện tử cho nên là nó không có nặng như những cái máy hàn cơ như ngày xưa ha. Đó thì bác nào mà quan tâm sản phẩm này thì alo cho mình. Rồi. Quang lê. Rồi. Con này thì nó có trọng lượng là 4,6-4,7 kg. Nói chung là với cái con máy này cũng khá là nặng rồi. Và chương trình hôm nay thì sẽ đi tặng kèm cho mình là một cuộn hàn. Tức là một cuộn hàn dây 1 chấm không dùng khí, thương hiệu của Kobe luôn, là tặng kèm cho khách hàng là một cuộn hàn nhá. Rồi. Tặng kèm cho mình thêm là 3 cái chục khí. 3 cái chục khí và 5 cái bét hàn. Đây là bét hàn. 5 cái bét hàn. Đây 5 cái bét hàn đây là chương trình tặng kèm. Rồi. Và đặc biệt là chương trình hôm nay ưu đãi tặng thêm cái nón hàn. Nón hàn này giá thị trường của mình cũng phải 200 mấy 300 nghìn. Là nói chung là tổng quà tặng khoảng tầm 400. Là bét hàn chục khí rồi nón hàn là tổng quà tặng tầm 400. 400 quà tặng anh em ạ. Nếu mà mình tính sơ sơ là 400 quà tặng. Giá hiện tại anh em chỉ thanh toán là 1.699.000 nhá. 1.699.000 cho cái video đầu tháng 1. Cho cái video đầu tháng 10 năm 2024 ngày mùng 1 tháng 10 với mức giá 1.699.000 cho cái dòng sản phẩm máy hàn mic 285 xuất xứ Thái Lan và siêu quà tặng đến 400.000. Thì bác anh em nào mà quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ góc trái màn hình số hotline của mình, cũng như là về đến nơi là anh em được kiểm tra, được test máy, được thoải mái, lúc đấy mới thanh toán tiền ha. Rất là chân thành cảm ơn anh em và được đổi trả trong vòng 30 ngày. Trong vòng 30 ngày mà máy lỗi là bên em mình hoàn toàn đổi mới cho anh em mình một sản phẩm mới. Thương hiệu của Look Guitar là đảm bảo về vấn đề chất lượng, sản xuất tại Thái Lan. Chân thành cảm ơn anh em và hãy đăng ký kênh cập nhật những video mới nhất. Xin hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn và xin cảm ơn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.